Em tên là Lê Thị Thanh Thanh. Lê Thị Thanh Thanh. Dạ. Bạn bè hay gọi là Doni. Doni. Dạ, em sinh 90. Em quê ở Bến Tre. Thì hiện tại em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ em làm bên phun xăm thẩm mỹ, em làm tự do. Mà sao tự nhiên mà con trai mà có chữ Thị? Tại vì từ nhỏ thì ba mẹ sanh ra đâu có biết, đâu có xác định được giới tính của em là như vậy. Ờ vậy túm lợi lúc sinh ra em là con gái. Dạ đúng rồi. Con gái thiệt. Trời ơi con gái. Rồi bao giờ thì em mới biết là em không phải con gái? Đến khoảng năm em học lớp 10, 11 á, thì em mới bắt đầu em có tình cảm với một người lớn hơn em. Ờ đó rồi còn em, mời em giới thiệu. Chào chị Cát Tường. Chào bạn bên kia. Em tên là Trần Nguyễn Nhi. Dạ, mọi người hay gọi em là Yuri. À, em sinh năm 1992. Năm nay hai bạn ai cũng có cái tên khác. Bên đây là Doni. Doni. Bên đây là Yuri. Yuri. Ủa sao cũng y. Chắc hồi tôi lộn với hai tôi mệt hợp rồi nha. Y. Vậy tôi thấy hợp rồi đó. Dạ hiện tại thì em làm người mẫu tự do. Với lại em cũng có tham gia một cái hội mà bên bảo vệ phụ nữ với trẻ em khỏi bạo lực tình dục với chị. Mà dành cho LGBT, cho nữ thôi ạ. Có nguyên nhân gì để em làm trong cái công việc đó? Lúc nhỏ thì em cũng có bị bạo lực á. Lúc mà mình còn nhỏ mình biết được cái chuyện mà cái tiếng nói của mình đó chị đó, nó không có được lớn để mình có thể chống cự lại những cái gì xung quanh á. Nên mình hiểu là mình bị thiệt thòi thế nào. Đó là bạn bao nhiêu tuổi? Dạ khoảng 4 tuổi ạ. Em vẫn còn nhớ à? Dạ. Thì có thể là nó tại vì nó không có được vui vẻ nên mình nhớ lâu. Nên khi mà em biết đến cái dự án này á, thì dự án này ở bên Sisaga tổ chức á, thì giống như là nó là một cái gì đó mà em muốn lấy ra những cái gì mà mình đã từng trải qua, những cái gì mà mình đã kinh nghiệm của mình để có thể giúp đỡ mấy bạn và trải qua những giai đoạn của mình khó khăn như thế nào. Đó là cái câu chuyện làm trong cái hội bảo vệ những người phụ nữ mà bị giống như là bị xâm hại tình dục á, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thưa quý vị, hôm nay là một cái cặp đôi này đối với Tường là cũng khá đặc biệt, cho nên là chị cũng phải tò mò, chị hỏi nhiều một chút. Nên tụi em cũng đừng ngại chia sẻ, tại chị không biết thì chị phải hỏi thôi. Tại vì chị cũng đã từng tiếp xúc với những cặp đôi ở những chương trình này cũng như là những chương trình khác chị tham gia. Mà có khi là chị thấy có một lần chương trình hình như là Yêu Là Cưới hay gì đó, thì chị thấy là như hai bạn đến tham gia chương trình mà đều là con gái hết. Còn bên em hồi nãy chị nhìn chị lộn em, chị tưởng em là con trai. Dạ. Thì ví dụ như trong cái cộng đồng của mình là mình có cái tên gọi gì đặc biệt cho những trường hợp giống như em không? À, gọi là SB cứng. SB cứng. Dạ đúng rồi. Còn ví dụ những bạn tóc dài á, về phía bên nam á, thì gọi là SB mềm. À, vì phân biệt chữ cứng với chữ mềm thôi. Dạ đúng rồi. Còn các bạn nữ thì không có tên gọi gì hết. Dạ gọi là phém. Tôi rất là thích làm những chương trình như thế này, tại vì mình mở mang kiến thức á, mình được tiếp cận nhiều, mình hiểu được nhiều cái ngóc ngách tâm lý của các bạn. Tại vì bây giờ cộng đồng LGBT rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là cái quan điểm của mọi người cũng đã cởi mở hơn, và không có còn một cái sự gì gọi là ái ngại hay kỳ thị gì hết. Cho nên là chị thấy làm rất là vui. Bao giờ thì em biết là giống như bạn này nói là, nãy em nói lớp 10 hả? Dạ 10, 11. 10, 11. Là khoảng tầm 16, 17 tuổi thì bạn ấy phát hiện ra là bạn ấy thích bạn nữ. Thế còn em thì từ lúc nào mà em biết cái... Em cũng lớp 10. Thực ra thì giống như trước đó, trước cái lớp 10 đó thì em có những cái cảm xúc mà dành cho những bạn, cho bạn nữ là bạn thân của em á. Thì kiểu như là khi mà em thấy bạn đó đi chơi với một bạn nữ khác, kiểu như mình không thích, rồi mình ghen tị, rồi mình khóc lóc, kiểu như là mình chỉ muốn bạn đó của mình thôi. Nhưng lúc đó em cứ nghĩ là chắc là tại vì mình kiểu như là mình ích kỷ á. Với lại lúc nhỏ thì em cũng thiếu thốn tình cảm. Nên kiểu như là khi mà có bạn rồi mình cứ muốn người đó một mình. Nhưng khi mà lớn lên rồi thì mới biết là mình thích bạn đó. Sau này khi mà bạn đó có một cái sự kiện là bạn đó tỏ tình với những cái bạn khác. Bạn đó tỏ tình với những bạn khác? Dạ đúng rồi. Là cùng giới hay khác giới? Dạ cùng giới luôn. Là bạn đó cũng là giống như em luôn. Nhưng mà tụi em lúc đó không có biết gì hết. Chỉ biết là cảm xúc của mình thôi. Thì bạn đó mới về tâm sự với em, khóc lóc với em, cứ nói là tỏ tình với bạn này mà bạn này không có chịu, bạn này kỳ thị. Lúc đó cứ khóc hoài, mà bạn nó cũng đi tỏ tình với nhiều người, xong cứ về khóc với em hoài à. Thế xong rồi em mới nói thôi mình đừng có quen mấy người đó, đừng thích mấy người đó, thích tao đi, tao không bao giờ tao làm mày khóc đâu. Lúc đó em chỉ đơn giản nghĩ là em muốn bảo vệ bạn của em thôi. Rồi dần dà sau đó thì em mới tìm hiểu trên mạng là hai người con gái thích nhau thì như thế nào, cảm xúc như thế nào, thì em mới phát hiện ra thực ra là em thích bạn đó lâu lắm rồi, chỉ là lúc đó em không biết là đó là tình cảm thích, mà nghĩ là được ích kỷ thôi. Vậy từ đó giờ trong cuộc sống của em là có bao giờ em có sự rung động nào với bạn trai chưa? Dạ chưa. Chưa. Còn em từ nhỏ đến lớn có khi nào em rung động với bạn trai nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Trời, tại vì có những cái cặp á mà bạn ngồi đây mà hai bạn trai á là nhiều khi là cũng đã từng có bạn gái rồi luôn. Dạ. Rồi sau đó rồi mới làm biết là mình vậy.
Thế thì bao lúc nào thì em come out với gia đình và phản ứng của gia đình mình thì như thế nào? Tính ra em cũng chưa bao giờ có một lần nào gọi là nói thẳng thắn với gia đình hết. Nhưng mà lúc mà khoảng em lên Sài Gòn thì em đi học khoảng năm thứ hai, mẹ mới bắt đầu biết. Là do em, dì em hỏi em thì em mới, em không muốn nói dối. Em mới thừa nhận với dì là em như vậy. Thì bắt đầu là sau đó thì chắc cũng có lẽ dì cũng nói với mẹ, thì mẹ cũng nói chuyện với em, thì em cũng tâm sự với mẹ như vậy. Khi mà biết đích thực như vậy rồi thì phản ứng bố mẹ như thế nào? Dạ lúc đầu thì mẹ cũng buồn, cũng như là mẹ em á, chỉ mong là sau này ví dụ mình sẽ có gia đình, có con cái, để nhiều khi là mình lớn tuổi rồi á. Nhưng mà dần dần á thì mẹ cũng hiểu, tình cảm cũng giống như những người trai gái bình thường vậy đó. Tụi em rất là thật lòng. Rồi em cũng có dẫn bạn về nhà, thì những người em quen nói chung là cũng hiền, cho nên là gia đình em cũng thương, nhiều khi thương hơn thương em nữa. Gọi là thành công ha. Dạ. Thế còn em, bao giờ lúc nào thì em chia sẻ với gia đình mình? Dạ em không ao cũng năm nay lớp 10 luôn à. Tại vì ví dụ bên đây nhỏ lớn á, nhìn men sẵn rồi gia đình ít bất ngờ. Dạ. Nhưng mà em là quá nữ tính luôn. Thì dạ, khi mà rồi. Như vậy thì phản ứng ba mẹ chắc là sốc á. Thì mẹ em cực kỳ sốc luôn, kiểu như cũng là sự cố xảy ra khi mà lúc mà em đi học á thì có một bé đó nhỏ tuổi hơn em là cắt tóc ngắn, giống làm mấy bạn trend đó là cắt tóc ngắn. Thì hay chở em đi về là chị là chị em thôi. Thì mẹ em mới là quen theo giám thị về mét của mẹ em á, là ừ đừng cho con bé này chơi với mấy đứa vậy á, coi chừng nó lây bệnh, coi chừng nó BD này nọ kia. Thì mẹ em mới, em đi học về mẹ em mới kêu em lại hỏi là ủa chứ mày không được chơi với mấy đứa vậy nha, mấy đứa là bệnh này nọ kia, nó sẽ giết mày. Nói chung là dùng những cái lời lẽ xúc phạm ấy. Kiểu như mẹ em thực sự là không hiểu. Không hiểu. Thì lúc đó em nghe xong kiểu em cũng rất là bất đồng. Em mới nói là ừ thì con cũng bệnh vậy đó, con đang bị bệnh, sao mẹ cứ xa lánh con đi. Kiểu em bất đồng theo kiểu vậy. Em tóc dài mà nhìn em không bệnh nữ tính, nên mẹ em cũng không có làm dĩnh bằng trai vậy. Cứ như là không có làm bất cứ cái điều gì mà mẹ em cảm thấy chướng mắt hay mẹ em cảm thấy bực mình. Em cứ sống cuộc sống ngày bình thường của em như bao ngày á. Nên từ mẹ em cũng không nói gì luôn. Cũng im lặng đến tận giờ. Tới giờ luôn. Tới giờ thì em chưa bao giờ dẫn một người bạn nào. Dạ sau này thì em có dẫn, nhưng mà mẹ em kiểu cũng chấp nhận. Cách đây 2-3 năm thì em cũng có come out với mẹ là coi như là muốn xác nhận lại là chắc chắn là con là người như vậy và con không thể thay đổi được gì nữa hết. Tại vì trong gia đình thì đôi lúc cũng nói em cũng lớn tuổi rồi nên lấy chồng, có con. Thì mẹ em cũng nói là nên có một đứa con để sau này dưỡng già này cả kia. Thì em mới nói với mẹ là giống như là xã hội ở ngoài á, tất cả mọi người kỳ thị con thì con cũng có thể con vượt qua được, con sống tiếp được, con có thể bỏ qua hết. Nhưng gia đình không chấp nhận con mà kỳ thị con thì cứ bắt con phải làm theo những cái điều mà con không thể á, thì con không thể sống nổi. Có hai mẹ con ôm nhau khóc. Thì mẹ em mới nói thôi kệ đi, tao cứ cho như là mày đi tu đi. Nhưng mà mình có khẳng định 100% là mình giới tính sẽ không thay đổi về sau này không? Em là một đứa mà kiểu như là nói ra bất cứ điều gì em cũng phải là mình suy xét là mình có làm được hay không thì em mới nói. Bạn này chị không bàn, nhưng mà em là vì nữ tính mà em dạ. Cũng rất là xinh đẹp. Nếu mà nói về nữ, có bao giờ có những bạn chàng trai nào đeo đuổi em, tỏ tình với em, tán tỉnh em chưa? Dạ có chứ. Em không có rung động gì hết hả? Dạ không, em chỉ có thể coi là bạn đó, kiểu như là bạn bình thường thôi, chứ em không có một chút rung động gì hết. Mà em nghĩ mãi mãi sau này cũng vậy. Dạ. Em có muốn có con không? Dạ có chứ, em rất là thích có con. Nhưng mà em không có nghĩ là mình sẽ lấy chồng và có con, mà em nghĩ là mình có thể làm nhiều cách khác. Rồi, nói một ít gì để chị tìm hiểu, cho chị hiểu thêm. Chị nghĩ vậy nè, đôi lúc trong cái giới của tụi mình á, vô giới của tụi em á, tụi mình tích lên tụi vô chổng luôn. Giới tụi em á, thì mình nghĩ á, cái sự chân thành là quan trọng. Bởi vì nó không có cái mối quan hệ mà nó ràng buộc, cho nên quan trọng là cái sự chân thành. Với lại thật sự bây giờ tình yêu, nhưng mà đến một lúc nào đó cái tình yêu nó phải biến thành một cái tri âm, tri kỷ, một cái tình bạn nữa. Bởi vì mình là nguyên nhân gốc sâu xa, mình là cùng phái với nhau, mình phải thương yêu nhau hơn, đúng không em? Mọi đàn ông đem mang lại đau khổ cho phụ nữ không mà, chỉ có phụ nữ mang đến hạnh phúc cho nhau. Hỡi hai người phụ nữ đó, phải mang lại hạnh phúc cho nhau. Men lên. Rồi mời quý vị, bây giờ chúng ta sẽ ăn với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dạ thường á thì trong một bất kỳ một mối quan hệ nào, khi mà em có cảm xúc em thích em thương rồi thì tất nhiên em muốn đi đường dài. Cho đi đường dài là đi như thế nào? Nếu mà em với bạn này thì bạn cả hai bên đều có một cái điều mà em thấy may mắn, đó là cả hai bên đều đã come out với gia đình rồi. Cái vấn đề đó mình qua được rồi á thì mình cùng nhau mình cố gắng về giống như là công việc, tương lai, mọi thứ, để cố gắng có thể là về mình cùng nhau, mình sống chung một nhà, mình cố gắng với nhau. Thí dụ như mẹ em á mong muốn em á có một đứa, có những đứa con sau này để mình, thí dụ mình lớn tuổi
bây giờ thời đại mình cũng hiện đại, công nghệ cũng hiện đại rồi, thì mình có thể như những người bạn của em có thể đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng bây giờ thí dụ giờ hai bạn lấy nhau ở chung với nhau đi ha, thì giờ đi thụ tinh nhân tạo là sẽ thụ tinh ai? Mình sẽ đến bệnh viện mình đem trứng của cả hai, mình mua tinh trùng của bệnh viện, trứng của cả hai. Dạ đúng rồi, mình cho nó lên phôi á, của người nào lên á thì sẽ người đó sẽ có hai trứng thôi. cùng lên một lúc với một cái tinh trùng. Dạ đúng rồi. Rồi hên của ai dính thì dính, là coi như con nó của cả hai. Dạ đúng rồi, tại vì bạn em cũng vừa làm xong là cũng chắc nay gần sanh rồi. Vậy á hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà rồi vô bụng của ai sanh? Không thì phải, tôi phải hỏi chứ, vô bụng của ai sanh? Như là mình không quyết định được người nào sanh, mà là do bạn em nói là người nào mà lên phôi với cái tinh trùng đó thì người đó sẽ là sanh. À, chứ mình cũng không có làm chủ được. À, có nghĩa là bệnh viện người ta sẽ biết cho biết là cái phôi của bên của cái trứng. Dạ của... thử cả hai. Thử cả thì có nghĩa là lấy trứng của cả hai phối hợp với một tinh trùng. Vậy bệnh viện rồi sẽ báo là ví dụ nó dính rồi, thụ tinh rồi, thụ dạ thai rồi, thì sẽ cho biết cái thụ thai đó là cái trứng, là trứng của bạn nào. Dạ đúng thì rồi. Trứng của bạn nào thì bạn đó sẽ là sinh. Dạ đúng và rồi. Con đó là của cả hai. Thế bạn kia có cam tâm tình nguyện là nuôi con của cái trứng của bạn này không? Dạ có. Bình thường. Tại bình thường thì thực sự là trong cộng đồng LGBT tụi em á, giống như ví dụ như là nếu là em thì sao? Nếu là em là người phải sinh mang thai thì bạn đó cũng phải chấp nhận. Từ sự sự tụi em yêu thương nhau và ê, mình đẻ đai hai đứa đi, mình làm gì chi vậy? Bây giờ mình một cái nguồn trứng thôi, một cái nguồn gọi là tinh trùng thôi, để là hai đứa con nó một cha thôi. Nhưng mà mình thụ tinh hai lần được không? Mình hai ống riêng đi, mình hai đứa cùng có bầu lượt luôn, đẻ lượt cũng vui, nuôi luôn. Trời, ý kiến tôi hay đó, tôi bảo đảm cộng đồng LGBT sẽ đồng ý ý kiến của tôi. Giờ hai bạn đều là nữ đúng không? Dạ. Thì bây giờ con nuôi chung thì giờ đẻ hai đứa đi, thì hai bạn cùng thụ tinh một lúc, cùng một tinh trùng, hai người có thai đẻ lượt luôn, nuôi nhau chăm sóc nhau, tôi thấy quá hay luôn, quá tuyệt vời. Bầu mà phụ không kịp kêu tôi tới tôi phụ cho. Cái này tôi thấy vui á. Không, chị thấy ý kiến nó được, mà có ai làm vậy chưa ta? Không biết là cộng đồng LGBT có ai có suy nghĩ như vậy chưa? Chưa đâu, em nghĩ là chưa. Tại thường thường chỉ là một người. Chỉ là một người thôi. Chắc do người ta nghĩ là nuôi không nổi hoặc là không thể lo hết thôi. Chứ chị nghĩ ý kiến đó hay á. À, tôi ý đó của tôi thôi. Mà biết đâu mai mốt sẽ có nhiều người sẽ tán thành ý của Cát Tường. Nếu mà mọi người khán giả mà đang theo dõi chương trình này, mà đặc biệt là những bạn trong cộng đồng LGBT mà thấy ý kiến của Tường là hợp lý á, cho Tường vào cái comment nha, Tường sẽ coi để mà Tường tiếp thu ý kiến của các bạn. Còn nếu Tường nói sai, các bạn đừng chửi, tại Tường không hiểu. Nhưng mà Tường thấy cái này là đúng, cái này là về y học. Rõ ràng là cuối cùng vẫn là hai đứa đó là anh em chị em với nhau. Rõ ràng do hai các bạn nuôi dưỡng, mối quan hệ còn thấm thiết hơn nữa. Nó là cùng cha mà, đúng không? Chị thấy là tuyệt vời. Rồi, chị hy vọng là sẽ ok. Rồi, mỗi người một lá. Bấm ba la xì bùa, bóc chúng cái nào thực hiện cái đó. Toàn là khó không đó, bóc đi. Hãy nựng mặt đối phương và thể hiện lời nói. Hãy là người yêu em nhé. Trời ơi, dễ quá. Cơ hội nữa, không có còn. Khó nha em lắm á. Dễ. Tại vì em á, giống như là em không có biết nói chuyện ngọt ngào, lãng mạn được như người khác á. Thôi làm đi, đây là cơ hội đó, bước qua. Vòng qua sau lưng tôi lẹ. Thật ra đây là lần đầu tiên của em luôn á. Cái gì cũng phải có lần đầu chứ. Trời ơi, thơm dữ, nó bước qua người tôi mà thơm phức luôn vậy á. Hy vọng là mình có cơ hội á thì... Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, trời, tôi cho cơ hội rồi còn trời ơi đất hở gì nữa. Bên đây. Điểm yêu thích của đối phương mà bạn đang tiếp xúc, từ khi mà em chưa nhìn thấy mặt bạn, những gì mà bạn nói á, thì em cảm thấy là thực sự là một người rất là hiểu chuyện. Và em cảm thấy là hiểu chuyện, em rất là thích. Vui rồi thấy không? Vui rồi thấy chưa? Thật ra đó là những cái để cho tụi em test thêm cái cảm xúc với nhau, cho tụi em có cái sự gần gũi với nhau hơn thôi. Thì đến với chương trình ngày hôm nay, thật sự Tường cũng không biết nói gì nhiều, tại vì Tường cũng không có cái nhiều cái kinh nghiệm ở trong này. Nhưng mà đây là một cái cơ hội, Tường nghĩ rằng là hai bạn sẽ biết đâu hôm nay là sẽ có một cái mối lương duyên với nhau ha. Bây giờ là cái lúc quan trọng nhất, hai bạn sẽ cùng đặt tay vào cái nút bấm này. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu thật sự chúng ta rung động và có cảm tình với người đối diện và nghĩ rằng đây là một cái mối quan hệ lâu dài thì chúng ta bấm nút nha. 1 2 3. Tôi thấy bạn gái bấm, tôi sợ là cái bóng tay ghê vậy đó. Tại cái bóng tay dài quá, bóng không được, nhưng bạn ấy vẫn quyết chí. Rồi, chúc mừng hai bạn về một bên.